Chào các bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị. Trong buổi ngày hôm trước, khi mà mình viết một cái bài viết ở trên fanpage của Học Tiếng Nhật của Mao, có nói rằng là muốn hỏi về các cái kinh nghiệm của các cái bạn mà đã từng đạt man tên ở trong ba cái kỹ năng là từ vựng này, ngữ pháp và đọc hiểu cũng như là nghe, thì mình có nhận được một số các cái feedback từ phía các bạn. Và hôm nay sẽ là một cái video đầu tiên mình muốn hỏi một số các cái kinh nghiệm của một bạn mà đã được man tên về nghe. Mình thấy rằng là khi mà mình đọc sách cùng với lại một số bạn ở trong cái câu lạc bộ đọc sách của mình ấy, thì ngày hôm đấy đã rất là hứng khởi khi mà đưa ra cái câu hỏi sau khi thi JLPT xong, là không hiểu tại sao mà mọi người lại có thể đạt man tên các cái kỹ năng đấy, mà trong khi mình còn không đủ thời gian để mà đọc, rồi không đủ thời gian để mà nghe, rồi nghe chẳng có hiểu gì hết ấy. Thì các bạn ở trong cái buổi ngày hôm đấy thì cũng tự đặt cho mình cái câu hỏi là không hiểu tại sao bây giờ làm thế nào để mà có thể tăng cái khả năng tiếng Nhật của mình lên, rồi làm thế nào để mà có thể đạt được cái thành tựu như là những cái bạn khác. Thì mình muốn là thông qua cái chuỗi video này sẽ biết đâu đấy sẽ trả lời được cho câu hỏi đấy của các bạn, và cũng là để cho bản thân có thể có thêm những cái kinh nghiệm để có thể chia sẻ với mọi người. Và mình mong rằng là cái chuỗi series này nó trên cái tinh thần là ai cũng là thầy và ai cũng là trò, một cái câu nói mà mình học được của thầy Phan Văn Trường trong cái quá trình mà mình theo dõi thầy. Có nghĩa là ai biết cái gì thì sẽ chia sẻ cái đấy, ai có cái kinh nghiệm gì thì sẽ chia sẻ cái đó. Mỗi người thì sẽ có một cái kinh nghiệm khác nhau, một cái quan điểm góc nhìn khác nhau. Nhưng mà chúng ta hãy cứ đón nhận nó như là những cái bài học, và nếu như mà nó phù hợp với các bạn thì các bạn có thể áp dụng, còn nếu không thì là chúng ta cũng có thể gọi là nghe để tham khảo thôi. Còn lại thì những cái người mà mình chọn ở trong cái chuỗi series lần này thì là họ đã từng có cái kinh nghiệm đó thật, họ đã từng có cái số điểm đó thật, và họ đã từng học như thế thật. Và mình mong rằng là những cái câu chuyện có thật đấy, những cái kinh nghiệm có thật đấy sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn, giúp cho các bạn nếu như mà đang có cùng cái chí hướng như thế, hoặc là nếu như mà các bạn đang có những cái suy nghĩ kiểu như vậy, thì cũng có thể tiếp tục trên cái hành trình học tập và rèn luyện của mình trong tương lai, để có thể phát huy được hết cái khả năng của bản thân mình nhé. Nhờ các bạn là comment lại, hoặc là các bạn muốn hỏi thêm cái gì này, các bạn muốn có những cái khai thác gì thêm, thì cũng có thể để lại các cái phần comment và mình sẽ cố gắng trả lời nó, cũng như là sử dụng các câu hỏi đó ở trong những cái lần tiếp theo. Chúng mình cùng bắt đầu nha. Trước khi vào cái ngày hôm nay, chị đã chuẩn bị ở đây là khoảng tầm 10 câu hỏi theo kiểu hỏi nhanh đáp gọn, để trên cái tinh thần là xem là cái background của em là gì. Tại vì là hiện tại bây giờ là chị đang chưa biết gì về em cả, nên là chị sẽ cứ hỏi dần dần để xem là chị đang muốn tìm một cái lý do nào đấy để khiến cho những cái người mà học tiếng Nhật người ta có thể khá hơn được. Đấy, thì bây giờ chị sẽ hỏi em một số các cái câu hỏi hỏi nhanh đáp gọn đấy, để em trả lời chị nhá. Vâng ạ. Ok, câu thứ nhất là em học tiếng Nhật từ năm bao nhiêu? Em học tiếng Nhật năm 2016 ạ. 2016, lúc đấy là em vào đại học à? Vâng ạ, tháng 9 năm 2016 là đại thế học. Thế là bây giờ là được bao nhiêu năm rồi ta? 17, 18, 19, 20, 21, 22 là gần 6 năm. Ok, em học ở trường hay học ở trung tâm hay học ở đâu? Em học ở trường đại học ạ. À, ở trường Đại học Y Thái Bình là có khoa tiếng Nhật luôn đấy hả? Có liên kết với các bệnh viện bên Nhật đấy ạ, xong rồi họ đầu tư cho bọn em học ạ. À, có nghĩa là học theo đúng tiếng Nhật chuyên ngành luôn đó hả? Không học đúng tiếng Nhật chuyên ngành, mà trong 4 năm đại học bọn em chỉ học để mà điều kiện cần đấy ạ, là phải có bằng N1 ạ. À. Nên lúc đó bọn em chỉ học tiếng Nhật để thi thôi ạ. À, ok. Sugoですね. Thế có nghĩa là 4 năm học đấy là coi như là một cái môn học, đâu, học Y Thái Bình là học mấy năm nhỉ em nhỉ? Học Y Thái Bình em học 4 năm ạ. Ừ, thì là 4 năm đấy coi như là nó là một cái bộ môn ở trong tín trường chỉ của mình. Ừ, ok. Thì người Nhật dạy hay người Việt nhỉ? Dạy cả các giáo, mà có cả giáo viên tiếng Nhật, và giáo viên người Nhật và giáo viên người Việt ạ. À, ok. Em đỗ N1 sau bao nhiêu năm học tiếng Nhật? Khoảng 2 năm ạ. 2 năm. Em đạt man tên ở bộ môn nào?
Mang tên Châu Cai N3 và N1 ạ. À, Châu Cai. Em đạt N1 là tiếng Nhật năm sau 2 năm học tiếng Nhật đúng không? Sau đó là sau mấy năm em thi Vâng. lại thì em được mang tên. Tháng 12 năm 2018 em thi lần 1 và Ờ. đến tháng 9 à đến tháng 7 năm 2019 em thi lần 2 thì được mang tên. À, rồi. Thì trong cái quá trình học đấy thì chị sẽ xoáy sâu vào cái phần nghe của em nhé. Thì em học nghe bằng cách nào? Em xem rất nhiều phim ạ. À, sở thích của em là xem phim. Thực ra em không tiện quá nhiều nhiều nghe nhưng mà em xem rất nhiều phim nhá, đặc biệt là phim anime và phim người đóng nhưng mà thường là em xem không có sắp Việt ạ. Có sắp Nhật không? Có bộ phim có và cũng có bộ phim không có. Gọi là đại khái em xem khoảng bao nhiêu bộ phim rồi? Em xem nhiều lắm chị ạ, đôi khi là em thức đêm để xem phim thôi ạ. À thế hả? Nhưng mà có nghĩa là tính trên hàng trăm, hàng chục Vâng, thì em đoán hàng là trăm. hàng trăm. Ok. Em nghe được phim anime hoặc là xem phim tiếng Nhật ngay từ đầu lúc mà em bắt đầu học hay là sau một cái khoảng thời gian sau khi em đỗ N2 rồi thì em mới mới bắt đầu nghe hay là như thế nào? Trước khi mà em thi N3 là em đã xem phim tiếng Nhật không dứt ạ. Là những cái bộ phim về Maruko chẳng ở trên YouTube ạ. Thì trước khi mà em thi N3 em đã nghe như thế rồi. À, có nghĩa là nghe liên tục trong suốt những cái năm gọi là mình học tiếng Nhật từ cái thời gọi là sơ khai này đúng không? Vâng. À ok, bộ phim nào mà em thấy hay nhất? Hay nhất ạ. Ừ. Thấy bây giờ vẫn còn ấn tượng nhất? Nhiều lắm mà. Nhiều lắm hả? 1, 2, 3 đi. Em thích các bộ phim của nhà sản xuất Ghibli ạ. Ờ. Ví dụ như là Lâu đài di động của Hâu này, Vùng đất linh hồn. Hoặc là ôi, tôi sẽ không nhớ được. Ờ Hàng ok. xóm của tôi là Totoro ấy ạ. À Totoro, cái bộ phim đấy chị cũng rất là thích luôn ấy. À, em Vâng. nghe phim, xem phim có xem lại không? Có là một bộ phim em có xem lại nhiều lần không? Có hạng đôi khi là em xem đến mức mà kiểu thuộc sắp xong rồi thuộc cả những cái tình huống mà họ nói ra cái câu thoại đấy ạ. Ví dụ như là cái bộ phim Tháng Tư là lời nói dối của em ạ, cứ đến tháng tư là em xem lại. Chị nghĩ đấy là một cái hint tội để giúp cho các bạn ấy, các bạn khác để học tiếng Nhật. Và chị hỏi thêm là các cái từ vựng ở trong các cái bộ phim đấy thì em thấy có lặp lại ở N1 hay không hay ở N2 hay không, và thấy cái tần suất mà các từ vựng trong phim cộng với tần suất của các cái từ vựng mà em ôn ở bên ngoài ấy, thì nó có khớp nhau nhiều không? Nó có gặp ở trong các từ vựng ở trong phim mà em học được ấy, Ừ. cũng có gặp ở trong đề thi và cũng có gặp ở trong những cái quyển giáo trình mà ôn thi ạ. Nhiều không? Theo em cái cảm nhận của em thôi thì có nhiều không? Theo em thì không nhiều lắm. À, thế có nghĩa là thế thì theo chị đoán là em sẽ học nghe đấy là em sẽ nhìn, em sẽ cảm được cái tình huống thôi đúng không? Còn từ vựng thì là Vâng. mình sẽ lấy ở bên ngoài học thông qua giáo trình, nhưng mà cái cảm nhận về tình huống này, cái cách mà người ta nói chuyện hoặc là cái căng các cự ấy đúng không, là em sẽ nắm được thông qua phim. Vâng. Vậy là gôi Em là từ vựng ấy thì gặp nhiều ở trong thời sự. à, từ vựng gặp nhiều trong thời sự, thế có nghĩa là em cũng xem cả thời sự nữa đúng không? Và em cũng nghe thời sự ở trên YouTube đó. À, các cái kênh thời sự em hay nghe là gì? Em cũng không nhớ nữa tại vì lâu lắm rồi em không nghe nữa, từ lúc mà thi xong rồi đến giờ. Chị đợi em một chút tại vì lúc trước em có đăng ký Ok. NHK kênh Ờ NHK. NHK. Ừ, NHK và Asahi đúng không? Vâng ạ. Ok, hai cái kênh mà em hay nghe nhất thì thường em sẽ nghe ở trên YouTube đúng không? Vâng. Ok. Thế bây giờ sau khi mà nghĩ lại ấy, thì em thấy rằng là cái yếu tố quan trọng nhất để mà nghe tốt là gì? Yếu tố quan trọng nhất
để nghe tốt đó chính là bắt được từ vựng ạ. Bắt được từ vựng à, bắt được từ vựng. Thế thì chung quy lại là nghe thì em xem, em vừa nói rằng là xem phim thì nó cũng không có quá nhiều từ vựng đúng không? Nhưng mà mình sẽ nắm được cái heogen, cái cách mà người ta nói. giọng điệu, à, ngữ điệu của người ta nói này, xong rồi nhịp nói ạ. Giọng Nhưng mà nếu so với phim anime với cả tốc độ nói của nó một điệu thì em thấy nó cũng có sự chênh lệch với nhau ạ. thế em nghĩ là tại sao em lại theo được cái speed độ của energy? Em thấy speed độ của em ấy chi tương tự mà cũng gần gần giống với tốc độ nói của thử sự ạ. À, thì có nghĩa là nếu mà muốn luyện N1 thì em nghĩ rằng là nên luyện thời sự. Vâng, em nghĩ lên nghe nhiều và thật sự nữa. Em nói rằng là em thích thích xem rất là nhiều phim, thì cái thời sự ấy so với phim của em ấy thì cái thời gian xem thời sự của em nhiều không? Thời sự của em ngày nào em cũng xem ạ, nhưng mà thời sự ở trên YouTube nó rất ngắn thôi chị ạ. Ví dụ như khoảng 1 phút cũng có này, 2 phút cũng có này, 5 phút đến 8 phút thôi. Nói chung là thời gian nó rất là ngắn nhỉ. Ngày nào mình cũng có thể duy trì được cái việc xem thời sự như thế. Em xem thì em có các cái hoạt động nào kèm theo không? Có là em xem thì em chỉ xem thôi, hay em có cái cách nào để mà học thông qua cái việc đấy không? Ví dụ như là em xem thời sự xong rồi em bắt vào những cái từ vựng mà em chưa biết đi ạ, thì lúc đấy em có thể là chưa tra được. Trường hợp thứ nhất là em kiểu em tra luôn được thì em dùng cái video mà họ đang nói để em tra và em hiểu là họ đang nói gì. Còn trường hợp mà em chưa tra được thì em sẽ nốt ra cái quyển sổ vậy ạ, xong để lúc khác em tra. Vậy là đầu tiên là em vừa đưa ra một số các keyword như là nắm từ vựng này, theo em xem nhiều thời sự này, khi xem thì là mình sẽ nốt được các cái từ vựng đấy và mình sẽ tra lại và học thông qua các cái từ vựng đấy đúng không? Thời gian học tiếng Nhật một ngày của em là bao nhiêu trong suốt 4 năm học đấy? Ngày ạ. Em nghĩ có nhiều không? Em nghĩ khoảng 3 tiếng 3 tiếng một mà ngày. trung Bình quân. khoảng trung bình có ngày có thể là ít hơn hoặc có ngày có thể nhiều thôi, nhưng nghĩ tính trung bình ra thì chắc khoảng 3 tiếng một ngày, chắc khoảng tầm đấy. Em thi N2 sau bao nhiêu năm em học tiếng Nhật? Lúc nãy em nói là em thi N1 sau 2 năm đúng không? Thế còn N2 thì là Là hơn 1 năm ạ. hơn 1 năm à. Vâng. Quá siêu ấy nhở. Tại vì thực ra là chị phải mất đến tận 2 năm rưỡi 3 năm chị mới đỗ được N2 ấy. Sau đó là hàng bao nhiêu năm gọi là chật vật chị mới đỗ được N1 ấy. Nên là những người mà 2 năm mà đã đỗ N1 là một kỳ tích đối với chị nhá. Thì theo em thì là chị ở trên trường thì là cái hồi mà em học ở trường ấy thì là em đã đỗ học, em đã đỗ rồi đúng không? Thì là cho chị biết một số các cái giáo trình ở trường em dạy được không? Tên của nó. Giáo là một đúng không chị? N2, N1. Thực ra Là các cái giáo trình hai. thì nó sẽ giống nhau, chẳng qua nó khác về cái level rồi đúng không? Vâng, giáo trình của em học là ngữ pháp là Mimi, cả đào huê được. Từ vựng thì học Shinkansen với cả Mimi cả đào huê được. Đọc hiểu thì của Shinkansen, bà Tăng và quyển 5 năm cộng. Ừ, đấy là học ở trên trường. Vâng. Thế ngoài các giáo trình đấy ra, em có luyện thêm các giáo trình nào nữa không? Có nhớ tên không? Em thấy các giáo trình của các thầy cô cho cũng đầy đủ rồi ạ. Đến lúc mà luyện đề các thầy cô sẽ cho những quyển luyện đề như là TT này, lối đi lựu này, tay sát cự này. Thì em nghĩ nó cũng nhiều rồi ạ, nên là em cũng không có luyện thêm ạ. Ok, thế có nghĩa là các cái giáo trình của mình hiện có trên thị trường bây giờ là quá đủ cái vấn đề là mình học thế nào thôi đúng không? Vâng. À, rồi, cái đấy là chị đã nghĩ là một cái hint tội cho các bạn, tại vì nhiều khi chúng ta hay đam mê có quá nhiều tài liệu trên mạng mà mình không biết được là mình nên bắt đầu từ đâu ấy, xong là đến lúc có nhiều quá cũng chẳng học gì ấy. Thì em là được mang tên nghe và như vậy chị có bắt được một số các keyword là em đang mang tên nghe vì là em nghe anime, vì là em xem thời sự.
vì là em có thấy rằng là từ vựng thì nó không xuất hiện nhiều trong cái việc mà xem anime lắm, nhưng mà nó xuất hiện nhiều ở trong cái phần thời sự. Vậy cái ở trên lớp ấy, cái luyện nghe ở trên lớp theo các cái giáo trình ấy, thì em nghĩ là nó có tác dụng nhiều không? Tại vì như chị thì chị không, từ ngày xưa bây giờ thì chị cũng ít khi chị nghe các cái giáo trình ở trên luyện nghe bằng giáo trình, mà chị toàn nghe cũng qua YouTube rồi qua internet thôi ấy. Thì ở trên lớp cũng như là cái quá trình luyện nghe của em ở thông qua các cái giáo trình ấy thì có nhiều không? Em nghĩ là nó cũng hỗ trợ cho mình một phần nào đấy để mình quen, ví dụ như là theo trình độ N1 đi ạ, thì mình quen với cái tốc độ trong bài nghe này, rồi mình quen được thông qua bài nghe đấy thì mình cũng có thể học thêm nhiều cái từ mới ạ, từ mới mà tương ứng với cái trình độ thi đấy, rồi cách sử dụng các cách thể hiện yoga đi ạ, thì thông qua bài nghe mình cũng có thể học được. Chị cảm giác em thấy rằng muốn nghe giỏi thì là từ vựng là cái điều quan trọng nhất thì phải. Vâng, theo em kể cả nghe giỏi hay là đọc giỏi thì và nói giỏi cũng là từ vựng là yếu tố quan trọng nhất. Và tất cả các cái từ vựng của em đều smart thông qua Mimikarao, Boeing và Shinkansen thôi đúng không? Không ạ, từ vựng của em thì em học những cái tất cả các nguồn mà em cảm thấy là đấy là từ mới đối với em. Cái Ví dụ em số gặp ở trên Facebook này, gặp ở trên mạng này, gặp ở trên YouTube này, hoặc là gặp thông qua bài nghe ở trong sách luyện đề này. Nói chung là cứ có từ mới với em là em sẽ memo lại để em nhớ cái từ đấy ạ. ok. Chị có nghe nói rằng là đọc của em cũng khá là cao ấy chứ. Em được bao Vâng. nhiêu điểm đọc, có thể chia sẻ được không? Chị đợi em một chút, em cũng không nhớ lắm nên À là ok, nói chung em phải tìm là lại. khoảng thôi, không cần phải nhớ chính xác, nhưng mà khoảng đi 40, 50 hay là gì gì đó cũng được. Mà 44 điểm thì phải. Lần thứ hai là 50 mấy điểm nhỉ? Ok, thế thì là cũng gần gần sát rồi đấy. Thì theo em thì để đọc hiểu được thì cần yếu tố gì? Em luyện đọc hiểu như thế nào? Em luyện đọc hiểu từ N3. Em bắt đầu luyện theo kiểu đọc. Mỗi ngày em sẽ đọc một cái bài báo nhỏ ở trên cái kênh NHK mà New Easy ạ. Xong rồi thông qua đấy em vừa học được từ vựng. Xong rồi em cái nọ khoảng vào ba thì em không có chú trọng việc là em đọc để mà chọn đáp án đúng, mà là em đọc xong rồi em hiểu cái bài viết đấy nó nói cái gì ạ. Nếu mà có thời gian rảnh thì em có thể viết ra quyển vở ạ, là xem cái bài đấy nói gì, còn không thì em chỉ cần đọc đọc lướt mắt thôi ạ, xong rồi dịch trong đầu của mình à cái bài này nói về cái gì ạ, xong rồi em memo từ mới ra, xong rồi em sẽ tạo thành list để em học ạ. Có nghĩa là trên tinh thần gọi là vẫn là phân tích thật là kỹ cái bài đọc đấy đúng không? Chứ không theo cái Vâng. kiểu là học mẹo hay gì gì đó. Có là từ cái quá Em trình. không luyện thi theo kiểu học mẹo như là các thầy cô khác dạy, mà em học là lúc đầu em học để hiểu. Về sau khi mà em đã hiểu rồi thì em bắt đầu luyện tốc độ mà đọc nhanh ạ. Lướt mắt thật nhanh xem đâu là cái keyword, đâu là cái điều mà câu văn mà câu hỏi trong cái bài đọc đấy hỏi đến. Ok, theo đúng cái cách mà chị vẫn đang đang luyện. Thực ra là chị không bao giờ chị học mẹo cả. Tất cả đều là phân tích kỹ từng câu, từng chữ một ấy. Sau đó là dần dần khi mà mình có cái khả năng đọc tốt hơn rồi thì là mình sẽ theo kiểu đọc đánh dấu vào các cái keyword chính là để hiểu thật là nhanh cái bài đọc đấy đúng không? Vậy là ở trên lớp thì là sẽ học theo giáo trình, còn về nhà thì sẽ vừa ôn cộng với cái việc là đọc theo cái cuốn đọc theo cái tin tức ở trên NHK. Ngoài đấy ra em còn có kênh nào nữa không? N3 thì em đọc trên NHK New Easy, còn sang N2 là một thì bất kỳ một cái điều mà em muốn tìm hiểu ấy ạ. Ví dụ như là em muốn tìm hiểu về tiểu thuyết của ai này, em cũng sẽ đều tra bằng tiếng Nhật ạ. Hoặc là ví dụ như em hay bóng đè này cũng em cũng sẽ đều tra bằng tiếng Nhật, tìm hiểu về những cái điều mà em kiểu có hứng thú hoặc là muốn tìm hiểu thì em đều dùng tiếng Nhật để tra ạ. Chủ đề đấy thì sẽ theo sở thích cá nhân rồi. Em có đọc sách bằng tiếng Nhật không?
Em có đọc tiểu thuyết bằng tiếng Nhật ạ. Em thích tiểu thuyết của ai đấy? Yoshimoto Banana ạ. Thực ra chị chưa đọc, chị ít đọc tiểu thuyết nên là chị không không biết tên của tác giả đấy. Là N1 và N2 thì em còn hay đọc trên một cái trang là Yahoo của Nhật Bản ạ. Là em sẽ đọc các cái tin tức ở trên đấy đúng Vâng ạ. không? Bây giờ em còn đọc nữa không? Sau khi đi thi lần thứ nhất là em cũng ít đọc hơn và cũng ít nghe hơn ạ. Đến nhưng mà đến lần thứ hai mới 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 thấy được mang tên mà. Nếu mà em nói không biết mọi người tin không, nhưng mà sau khi thi lần thứ nhất là em không còn ôn thi nữa. Xong là thế thì vẫn phải có cái gì để duy trì chứ đúng không? Em chỉ ví dụ như là nghe thì em vẫn xem phim đều đặn này, thi thoảng em vẫn nghe thời sự này, chứ không còn ngồi vào bàn luyện thi nhiều như lần thứ nhất. Thì đúng rồi, thì cái đấy nó cũng là luyện thôi, nhưng chẳng qua là bây giờ mình đã đỗ rồi thì cái tinh thần của mình nó thoải mái hơn, kiểu mình nghe bất kể cái gì mà mình thấy thích đúng Mình không? muốn Mình muốn chứ mình cũng không có ép mình là phải theo cái nọ rồi theo cái kia, nhưng mà đấy là một cái cách học lâu dài đấy em nhở, tại vì mình sẽ theo được suốt đời ấy, tại vì là mình thích cái gì thì mình học thôi chứ có liên quan gì đến thi cử đâu đúng không? Ok. Vậy chung quy lại có em có lời khuyên nào cho tất cả các bạn học tiếng Nhật không? Em nghĩ đó chính là duy trì động lực học tiếng Nhật. Thế em duy trì bằng cách nào? Tại vì em thấy mọi người đa số không phải là mọi người học cảm thấy khó học, mà em nghĩ em cảm thấy khó vào ấy ạ. Mà em nghĩ là khi mà mọi người gặp đến một cái mức độ nào đấy rồi thì mọi người gặp một cái vấn đề vướng mắc trong những cái kỹ năng mà mọi người cảm thấy là chưa vượt qua được thì mọi người bắt đầu mất đi cái động lực ấy ạ. Xong rồi khi mà mọi người đã bỏ lỡ 1, 2, 3 buổi mà mọi người không học rồi thì để mà bắt đầu bắt tay lại vào cái việc mà học tiếng Nhật lại thì mọi người sẽ cảm thấy khó hơn. Còn em về cái việc mà duy trì động lực học ấy ạ, thì em nghĩ là mọi người không nên đặt cái kiểu áp lực quá lớn ấy ạ. Ví dụ như là trong một buổi học, trong một cái buổi mọi người tự học ấy ạ, thì em thấy là đa phần các bạn em thường đưa ra mục tiêu là một buổi, ví dụ buổi tối hôm nay thì mình sẽ học được những cái kỹ năng như là nghe này, như là đọc hiểu này, bao nhiêu phút này. Nhưng mà em nghĩ như thế thì nó cũng có mặt tốt nhưng mà cũng có những cái mặt xấu ấy ạ. Tại vì nó ép mình nhiều quá, đôi khi mình cảm thấy nản đi không. Mà em nghĩ là có những cái hôm mà ví dụ như mình cảm thấy mình muốn học từ vựng, và mọi người cảm thấy là mọi người học vào từ vựng thì mọi người không nhất thiết là phải chuyển qua một kỹ năng khác. Mà cũng ví dụ như là mọi người cũng không nên đặt mục tiêu, ví dụ như buổi hôm nay, buổi tối ngày hôm nay thì phải học được 30 từ vựng rồi 40 từ vựng, mà mọi người nên học trong cái khoảng mọi người cảm thấy đủ vậy ạ. Ví dụ như học đến từ này mọi người cảm thấy mệt rồi thì mọi người có thể chuyển qua, ví dụ như là chuyển qua những cái mọi người thích hơn, ví dụ như là xem anime để giải thích giải trí, hoặc là lên trên Facebook ạ. Đôi khi em thấy những cái tài liệu hoặc là những cái bài viết mà của các anh chị senpai chia sẻ cũng rất là hữu ích ạ. Nên là không nhất thiết là ngồi vào bàn mới học được. Có nghĩa là mình sẽ theo cái cảm hứng của bản thân, mà muốn theo cảm muốn cảm cái cảm hứng nên nó luôn luôn được duy trì lâu dài là mình tìm những cái thứ mà mình thích và mình không nên ép mình quá đúng Vâng. không? Đúng rồi, đôi khi là người khác chia sẻ nhưng mà cái chia sẻ đấy có thể là phù hợp với họ mà không phù hợp với mình, nên là mình tham khảo thôi chứ không nhất thiết là phải học theo họ. Đúng rồi. Thế nên là cái chuỗi series lần này này là chị cũng muốn là kiểu theo cái kiểu là mình cứ tung hỏa mù đi đúng không, hỏi những cái ý kiến của tất cả mọi người, nhưng mà chắc chắn là chị đoán là trong 10 người thì sẽ có một cái điểm chung nào đấy, thì cái điểm chung đấy thì chị nghĩ là sẽ là phải học theo. Giả dụ như là như như cái tinh thần hôm nay mà chị hỏi em ấy, thì thông qua mấy cái câu hỏi đấy chị thấy có một cái chung, đó là mình phải duy trì và học tập lâu dài. Vâng, em nghĩ là ngày nào cũng nên duy trì, cho dù là 30 phút cũng được, cho dù 15 phút cũng được, nhưng ít nhất là ngày nào cũng sẽ động chạm một chút gì đấy vào tiếng Nhật. Thế giống như kiểu là như kiểu nước sôi nhỉ, em nói đến câu đấy chị lại nghĩ đến cái kiểu là đun nước sôi ấy, là muốn sôi được đến 100 độ ấy thì mình đun đến 70 độ rồi xong rồi mình ngừng mình không đun nữa thì nó lại về không ấy, thì mình lại phải đun lại ấy.
Vâng. Nghe đến cái câu đấy của em thì chị lại lại nhớ đến cái câu chuyện đấy. Rồi cảm ơn em. Thì chắc là hôm nay Vâng. mình sẽ có các cái câu hỏi như thế để mà chia sẻ với lại mọi người, mong rằng là nó sẽ giúp ích cho các bạn khác. Thì muốn hỏi thêm một 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 chút nữa về cái việc là em cách em học ấy. Cái cách em Các em học học. cả về từ vựng này, ngữ pháp này, đọc hiểu này, thì như lúc nãy em nói là đọc hiểu thì em sẽ luôn luôn là đọc và hiểu nó trước, sau đó thì mới luyện đến cái phần speed độ và cái tốc độ của nó, đúng không? Thì Vâng ạ. từ vựng với lại ngữ pháp thì em học kiểu gì? Từ vựng thì thực ra từ vựng là cái mà kiểu là một cái kỹ năng mà em thích nhất ý ạ. Em cứ học theo cái mà đến một cái giới hạn mà em cảm thấy là hôm đấy em mệt rồi em không muốn học nữa thì em dừng lại. Ví dụ như là từ vựng thì em thường là sẽ memo vào cái quyển sổ nhỏ nhỏ ấy ạ. Cho dù những cái từ mà em đã biết rồi thì em cũng sẽ memo vào cái quyển sổ đấy. Memo được tất cả những cái từ mà em cảm thấy mới mà không phân biệt trình độ là nó thuộc nào nào. Cứ cảm thấy từ mới đối với em thì em sẽ memo vào sổ để em học. Xong rồi ngoài ra là phải làm các bài luyện tập ạ ở trong các quyển giáo trình để mà củng cố được những cái từ vựng mà mình đã nhớ ạ. Bởi vì nếu mà học không thôi, nếu mà chỉ ghi nhớ không thôi, gọi là input thì nó không đủ mà mình còn phải nói ra ngoài này hoặc là làm các giáo trình, làm các đề để mình có thể nhớ cái từ vựng đấy hơn ạ. Còn về phần ngữ pháp Từ vựng thì em có thì nhớ theo Hyogen không, theo văn cảnh không, hay em chỉ memo lại cái từ đấy, em có nhớ theo à kiểu em nhớ theo văn cảnh hoặc là em nhớ theo cụm từ ạ. thì là em sẽ ghi lại cả cái cụm đấy và cả cái câu đấy, chứ không chỉ đơn thuần một cái từ ấy thôi, đúng không? Ví dụ như một cái từ đấy thì mà từ vựng thì em từ nó bài rồi là em bắt đầu tra theo từ điển Nhật Nhật đi ạ. Em tra theo từ điển Nhật Nhật xong rồi một cái từ vựng đấy nó có khoảng ví dụ như cái từ nhiều đi nó khoảng 10 nghĩa. Thì nghĩa đầu tiên là em ghi tiếng Việt ra xong rồi dưới cái nghĩa đấy là em sẽ lấy cái câu ví dụ ấy ạ. Viết cái câu ví dụ bằng tiếng Nhật ra tương tự như thế, nghĩa thứ hai, nghĩa thứ ba, nghĩa thứ tư em cũng làm như thế. Em có còn giữ lại những cái cuốn đấy không? Có chụp ảnh cho chị được không? Em có một hai cuốn nhưng mà chắc chỗ nó hơi xấu Em tìm một cái để trang nào, em tìm một cái trang nào mà em thấy tự tin nhất. vâng Em chụp cho chị được không? vâng ạ, để Thế tí nữa em còn có gì em sẽ tham khảo. thế còn ngữ pháp? Ngữ pháp thì em cũng tương tự như thế, em học theo giáo trình BB thì em sẽ viết, em cũng khoảng một tuần là em sẽ memo lại những cái kiến thức trong tuần vừa rồi mình đã học. Đấy là khoảng là 2 là 3 chứ ạ. Còn là 1 là lúc đấy em thi em vẫn chưa học đến, chưa học thuộc đến bài 4 của ngữ pháp. Em mới học đến đấy thôi nhưng mà thực ra cái kiến thức em nhớ cũng chưa được đến đấy. Về ngữ pháp thì em sẽ học là em ghi tên của cái cấu trúc đề ra này, xong rồi ghi nghĩa tiếng Việt. Cách dùng thì bằng tiếng Nhật ạ. Cách dùng bằng tiếng Nhật và viết các ví dụ ở phía dưới. Trong đấy thì em bắt buộc phải nhớ một ví dụ ở trong Học đấy. thuộc học thuộc một cái ví dụ trong đấy. Vâng, để mà khi mà mình có thể là quên, ví dụ như là khi luyện đề mình có thể quên cái cấu trúc này nó chia như thế nào nhưng mà dựa vào cái ví dụ mình nhớ, mình từ đó mình có thể suy ra được cái cách kết hợp của cấu trúc đấy ạ. Em Xong học rồi khi mà em có thời gian thì em sẽ kiểu chia ngữ pháp theo kiểu chiều ngang với chiều dọc ấy. Chiều ngang là cái những cái cấu trúc mà có cách chia hơi hơi giống nhau. Còn dọc thì là những cái cấu trúc mà có nghĩa tương tự như nhau ấy ạ. Để có thể phân biệt được cái cấu trúc này thì tại sao sử dụng trong trường hợp này, cái cấu trúc kia thì tại sao lại sử dụng trong cái trường hợp khác, kiểu như thế ạ. Cái vụ chia đấy hay đấy nhá. Cái vụ chia đấy hôm nào cho chị một cái hình ảnh chia dọc và chia ngang, tại vì là hoặc là em nhóm, em tự em nhóm, hay là nó có một cái quy tắc nó không, hay là em tự em nhóm ra. Tụi em nhóm những cái cấu trúc mà em đã học rồi ạ. Ví dụ như là cùng một cái nghĩa mà ngay sau khi, ví dụ như cái cấu trúc tài tố tăng này rồi cái tố mộ tố này thì em sẽ nhóm những cái cấu trúc mà kiểu có nghĩa tương tự như nhau như thế vào cùng một nhóm cùng một trang ấy ạ, để khi mà mình nghỉ có thời gian mình xem lại thì nó cũng dễ hơn ấy ạ. Ok, chị hiểu cái ý là, có là phân biệt các cái cấu trúc ngữ pháp giống nhau và khác nhau ở cái chỗ nào, đúng không? Chung quy lại là vẫn là một cái keyword là học sâu và học kỹ thì sẽ nhớ hơn, đúng không? Vâng. Ok, cảm ơn em.